Mỗi lần nghe tiếng của bà là nổi da gà giống hết trơn. Trời ơi trời ơi. Trời ơi không ưa mà sao kêu hoài vậy trời. Tôi đi về. Đi hả? Bà đã tới rồi. Trời ơi. Chết tôi rồi. Ôi ơi. Bà múa đây kìa trời ơi. Trung 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 ơi đừng có nhát đậm nha. Trời ơi. Trung 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 à. Yêu nói về tề quan thì đang được bây giờ không?